Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là 11 giờ đêm ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Thì đêm ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc tiếp tục gửi tới toàn thể quý vị những cái sản phẩm đàn guitar thùng bãi được lên đường trong cái clip ngày hôm nay sẽ được bao bọc và đóng gói kỹ lưỡng rất là cẩn thận để ship cho khách hàng sẽ nhận được trước Tết, cho khách hàng chơi Tết trong cái dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 tới đây. Đó, chúng ta chỉ còn 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là chúng ta đã sẽ chào đón sang một năm mới rồi, hôm nay là 18 rồi. Thì tính ra là tháng này là 29 ngày. Thì chúng ta chỉ còn 10 đến 11 ngày nữa thôi. Chúng ta làm việc đến 10 ngày nữa là cùng thôi, còn một ngày còn lại thì chúng ta nghỉ ngơi để chào đón năm mới rồi quý vị nhá. Đấy. Thì trước mắt quý vị là gồm có 5 cây đàn guitar thùng bãi. Đó, thì bên này có 3 cây classic, 3 cây dây nylon á, là 3 cây đàn nằm ở trong cái nip đêm ngày hôm qua là đêm ngày 19 tháng 1 năm 2022. Này em giới thiệu sản phẩm có 10 cây classic nên giá rất tốt, rất đẹp. Đấy, ngày hôm nay thì được 3 khách hàng chốt là giá cực kỳ tốt, cực kỳ yêu thương luôn. Đó, và bên trên này thì có một cây này là cây Yamaha số 7, là cây số 7 ở trong cái nip ngày 14 tháng 1 năm 2022. Nó là cây số 7, nó là FG200D quý vị nhé. Đó. Và tiếp theo là một cây Coder Takama. Đấy. Đây. Cái sản phẩm này thì trước đây em cũng có bán mấy con như này, nhưng con này về thì em chưa đưa níp lên. Thì bác này có gọi cho em thì cũng hỏi là một cần mua một cây đàn thùng mỏng có gắn EQ, thì em có quay níp cho bác đấy, thì vô tình là bác ấy nhìn cái cây này là bác chốt luôn cây này. Với giá cực kỳ tốt, cực kỳ yêu thương cho quý vị luôn. Đấy. Giá 6 triệu 500 nghìn trong cái thời điểm mà xả hàng Tết đợt này, thì cây này được chốt cho bác Nguyễn Văn Minh ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đây, cái sản phẩm này đây. Đây là con đàn Coder Takama. Đấy. Bên giữa chữ cuối cùng ở bên dưới nó có chữ là B Takama quý vị nhé. Đây là bộ EQ zin nguyên bản. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn. Em quay chi tiết tổng thể cái đàn cho quý vị này. Đàn thì đàn bãi qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp. Cam kết quý vị là không hề bị dập vỡ, không hề bị nứt toác ở chỗ nào quý vị nhé. Đấy. Quý vị mua hàng tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc thì quý vị đối với sản phẩm mà dưới 5 triệu quý vị không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản. Đấy, sản phẩm trên 5 triệu thì quý vị đặt cọc cho em 500 nghìn, sau đó nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà. Còn sản phẩm trên 10 triệu thì đặt cọc 1 triệu. Đấy, sản phẩm trên 20 triệu thì đặt cọc 2 triệu quý vị nhé. Đó là chi tiết sản phẩm khi quý vị mua hàng ở bên em, được chưa? Đấy. Đây. Cần củng này, gót cần này, tất cả mọi thứ ok ngon lành hết cho quý vị nhé. Đấy, gáy cần này. Đấy. Được chưa? Em của nhà cụ Hạnh Phúc ạ. Đây là bộ khóa này. Đấy, tem này là em bán, là em dán tem xác nhận đàn bán, em bán cho khách hàng. Đấy, đàn em quay chi tiết tổng thể quý vị là không hề bị dập vỡ, không hề bị nứt toác ở đâu quý vị nhé. Đấy, quay rõ ràng chi tiết cho quý vị cây đàn luôn, là không hề bị ảnh hưởng gì một chút đạn lỗ thay pin đây nhé. Đấy, đàn không hề bị nứt toác hay dập vỡ ở đâu cả, phần mặt toàn diện này. Đấy, đàn rất ngon, rất đẹp luôn, chỉ có vài vết sức răm nhỏ nhỏ xíu xíu, sức lông mèo thôi, còn đâu tất cả mọi thứ ok ngon lành hết. Đó, đặc biệt là chất âm của con này cực kỳ hay luôn. Bác này đã đặt cọc cho em thì còn lại là số tiền hàng của bác ấy là 5 triệu 500 nghìn, chưa tính cước phí vận chuyển. Bác ấy sẽ được tặng một bao da 3 lớp mới ở đây, và tặng thêm cho bác ấy một bộ dây phụ và hai móng gảy ở đây quý vị nhé. Rất hay luôn ạ. Đấy, em test luôn ra loa nhé. Em chỉ cần một con loa nhỏ thôi, bát 16, tên của nó là Target TX10. Thì con loa này ngày hôm nay chốt luôn cho bác Đỗ Văn Dũng ở huyện Tánh Linh, tỉnh Ninh Bình. Những cái con loa này thì trước đây em bán dao động khoảng tầm 1 triệu tư đến 1 triệu 6 nhé. Nhưng thời điểm Tết thì em xả cho quý vị cái con loa bát 16 nhỏ gọn như này. Đây, bề ngang của nó thì hơn một găng tay một chút, bề cao cũng vậy, hơn một găng tay một chút. Có gai in tạo tiếng bè trên cái lít này. Master là volume tổng này, chép trung bát, một cổng vào và một cổng phone. Con này là sản xuất tại nước thứ hai. Đây, Fender Made in Korea, chạy điện 100V nhé. Chạy điện 100V quý vị, ngón tay em chỉ ở 100V. Thì bên Trung tâm Vĩnh Phúc đã lắp đổi nguồn 220 trong loa rồi. Về quý vị sẵn cắm 220 để chơi. Đây em đang cắm 220 và em test luôn bằng con guitar thùng này. Con này chơi được cả guitar điện, guitar thùng, chơi tổng thể các thể loại nhạc cụ luôn. Tức là tất cả những cái loa bãi này là loa để chơi cho nhạc cụ, thì cái gì cũng chơi được hết. Đó, bất cứ cái gì chúng ta có phần EQ, phần điện chúng ta gắn vào là đều chơi được nhá. Ở đây em bán rất là nhiều, có những con loa là vài trăm nghìn cũng có.
Những con loa là khoảng tầm 800.000 một con cũng có nhé, 800.000 chúng ta có thể chơi được guitar thùng, guitar điện ok, nhưng còn phụ thuộc vào bộ EQ. Đối với những EQ hàng Trung Quốc rẻ tiền thì quý vị chơi với những con loa này nó sẽ không lên được tiếng, nhưng con EQ của con Takama này nhé, em chơi cho quý vị này, lên tiếng cực sáng luôn. Đấy, đặc biệt quý vị nhá. Đó, nó phụ thuộc vào EQ là chủ yếu. Đấy, đánh đàn không cho quý vị xem này. Đây tiếng đàn không này. Bây giờ anh tăng volume này. Gain in thì em để 15%, gain in tại tiếng bè nhá. Đấy, chép chung bát em để là 50-50 hết này. Rồi, tất cả những cái này em để 50-50 cho quý vị. Bây giờ anh tăng volume lên nhá. Master là volume tổng này. Nên 50% này. Đấy, quý vị nghe tiếng loa chưa? Tăng lên 75% này. Bây giờ là đang là 11 giờ đêm rồi, em đi rồ lên một tí, em tăng lên một tí rồi nhá, sợ hàng xóm sang họ ném gạch chết. Đấy. Bây giờ tiếng rất hay luôn. Kêu rất to luôn quý vị nhá, kêu rất to luôn. Đấy, như vậy là con loa của bác Nguyễn Văn Minh ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động bình thường, và con một guitar nhá của bác Nguyễn Văn Minh ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hoạt động bình thường, mà con loa của bác Đỗ Văn Dũng ở huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận là quá là ngon so với tầm tiền luôn, chỉ có 1.200.000 trong thời điểm xả hàng Tết này, mà bình thường trước đây quý vị phải bỏ ra 1.400.000 đến 1.600.000, mà trong thời điểm Tết này em xả có 1.200.000 thôi. Cái mã này là còn có một con này duy nhất thôi, ngoài ra em còn rất là nhiều con nữa. Đây là những cái con mà có thể xả này. Đây là những con đây, những con như này đang xả này giá vô cùng tốt cho quý vị luôn. Đấy, những con này giá này cũng chỉ có hơn 1.000.000 một con thôi. Đây một bát 16 này, giá này hơn 1.000.000 một con. Đây nhá, con này 800.000 em nói với các bác. Đó, các bác không tin, con này 800.000 em chơi được guitar thùng cho các bác luôn. Nó còn phụ thuộc vào EQ nhá, chứ không phải là cứ đàn gắn EQ là chơi được EQ, mà các bác gắn EQ rẻ tiền đó thì xác định là chơi rất là khó. Đây em xài con rẻ tiền nhất đây, cho nó chạy 800.000. Đấy. Kêu quá to luôn chứ không phải bé đâu. Đây nhá, bát em cắt bỏ bát đi rồi, volume để 50%, chép để 50% mà kêu rất to luôn. Đấy, thì các bác biết là đánh giá cái chất lượng cái thằng EQ của cái hàng Takama này nó chất lượng như nào rồi đúng không? Cực kỳ hay luôn nhá. Em khẳng định là em thử bằng cái cây đàn Takama này ra đây, nó rất là phù hợp với những con loa này, chơi rất hay. Nhưng mà các bác mà đang dùng EQ Trung Quốc đó chỉ đạt được một nửa thôi, hoặc là đến 70% là cùng nhé. Khẳng định các bác không, đến lúc các bác mua loa về lại bảo là tại sao tôi cắm vào đàn của tôi mà nó lại không hay bằng anh test ở trên YouTube, thì nói em nói thẳng cho các bác là như vậy, là tiền nào của đấy. Đây là EQ của hãng Takama, nó là như vậy nhá, nó rất hay, rất là ok so với tầm tiền chúng ta bỏ ra, được chưa? Đó. Tiếp theo, cây tiếp theo là cây Yamaha, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, rất là mới luôn. Đấy, cây này mã của nó là Yamaha FG200D. Đấy, dòng chữ nhỏ cuối cùng là Made in Japan. Cây này được chốt cho bác Cam Phạm Anh Tuấn ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Đấy, rất hay luôn. Tiếng rất hay luôn này. À, quay chi tiết tổng thể này, về toàn diện thì mặt mũi con này rất là đẹp luôn, con này rất là đẹp luôn, hàng đẹp luôn ạ, hàng F1 luôn, thuộc về diện hàng F1, cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon luôn. Mà giá thì nó là trong cái clip ngày 14 tháng 1 mà em bán con này là bán với giá xả nhé, bán với giá xả chỉ có 4.500.000 thôi, mà cái đàn nó rất là ngon, rất là đẹp luôn ạ. Trong cái clip quý vị mở cái clip này, cái clip ngày 14 tháng 1 năm 2022 em giới thiệu cái sản phẩm, em giới thiệu con này lên, con này con số 7, con cuối cùng ạ. Cuối cùng của cái clip đó. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Đây bộ khóa này, Yamaha Made in Japan hết quý vị nhé. Đấy, rất đẹp, rất ngon luôn. Đó, đàn thì đàn của em đàn bãi rồi. Đấy, những cây mà đẹp F1 như này thì nó chỉ có hơi gọi là vài vết xước răm nhỏ xíu thôi. Đấy, là hàng F1 nó như vậy. Đấy, thế còn quý vị mà đòi hỏi mà không có một vết xước thì phải nói là chúng ta chỉ có mua mới đập hộp thôi. Mới đập hộp cũng phải dính một vài vết xước răm nhỏ xíu rồi, chứ chưa nói là đến đàn bãi. Đó, đàn bãi như này phải nói là quá xuất sắc, mà giá cực kỳ rẻ, 4.500.000 chưa tính cước phí vận chuyển. Chốt cho bác Phạm Anh Tuấn
Đấy, quý vị nhá. Đấy, theo cái đàn thì sẽ có hộp cassette. Đó, mà em đã giới thiệu sản phẩm nên tặng một bộ dây phụ và hai móng gảy ở đây. Đó, đó là hai cái sản phẩm đầu tiên ở hàng Aquatic dây sắt. Đến cái sản phẩm tiếp theo là sản phẩm trong clip đêm ngày 19 tháng 1 đây. Nó là cây số 4 trong clip ngày 19 tháng 1 này, được chốt cho bác Vũ Quang Ninh ở tỉnh thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thì bác này lại không lấy hộp cassette như em quảng cáo, là cây ấy lấy hộp theo cây đàn có hộp cassette là tổng giá là 4.500.000, nhưng bác này không lấy hộp cassette thì được trừ đi 500.000 quý vị nhé, được trừ đi 500.000. Cây đàn thì rất là ngon, rất là ok luôn. Đấy, khóa này khóa vàng này, rất đẹp luôn, rất chất luôn ạ. Đấy, quay cho quý vị chi tiết tổng thể luôn. Đấy, cần thì phím không hề bị cấn, không hề bị chày, không hề bị bầm dập vì phím hay là cần đàn cả. Đó, không hề bị nứt toác, không hề bị gãy, không hề bị chấp vá gì quý vị nhé. Đó, mặt top đàn thì có vài điểm chày nhẹ thì em có giới thiệu cho quý vị ở trong cái clip đêm ngày hôm qua rồi, nói rất là rõ thôi. Đấy, mã của nó đây, đàn rất là đẹp, rất ngon luôn quý vị nhé. Đấy, Made in Japan này, quý vị nhìn chữ góc bên dưới cùng chưa, rất chất luôn ạ. Rồi, bên hông bên sườn cái đàn này nhìn rất là đẹp luôn, rất là ngon luôn. Đấy, xấu phía lưng thì chúng ta không quan trọng, phía lưng vài vết lổ với xôn bóng đó, nó không ảnh hưởng những cây đàn, chất lượng cây đàn cả. Đàn rất ngon, rất ok luôn. Với giá mà anh không lấy cassette, với giá 4 triệu được tặng thêm một bộ dây phụ nhé, tặng bộ dây phụ và hai móng gảy. Em có bới được một cái bao cũ để đúc tạm cho anh ấy vào để bao bọc bóng gói cho nó sạch đàn. Tiếng rất hay luôn quý vị nhé, tiếng rất hay luôn. Hay luôn, được chưa? Đấy. Tiếp theo là đến sản phẩm của bác Trương Văn Sáu ở Kim Sơn Ninh Bình. Bác chốt con số 5 trong cái clip đêm ngày 19 tháng 1. Đấy. Thì cây này là nó là hàng độc lạ nhé. Các bác là những cái hàng này thì để mà tìm thì cũng rất là khó. Vì đây là những hàng này là nó ra đời rất là lâu rồi và nó được đóng cái dấu ấn đỏ, cây thì tìm rất hiếm luôn. Đấy. Tìm rất hiếm luôn các bác nhé. Và trên góc này nó có một cái dấu nhỏ nhỏ gì ở phía bên trên góc tay, ngón tay em chỉ quý vị nhìn kỹ cho em nhé. Đấy. Chưa? Đó, rất là chất luôn. Hàng này hàng gọi là hàng độc lạ đấy. Bác nào sưu tầm hàng cổ mà bác mua con này cực kỳ là ngon luôn. Con này không phải là dễ kiếm đâu, nó là rất là hàng rất là độc. Thế nhưng mà em bán giá lại quá là rẻ luôn, có 5 triệu đồng thôi. 5 triệu đồng được chốt cho bác Trương Văn Sáu, là khách hàng quen đã mua hàng tại trung tâm Phúc ở tỉnh Ninh Bình. Đó quý vị nhá. Đấy, khóa cực kỳ ngon, cực kỳ chất luôn. Khóa vàng này. Đấy, rất chất, rất ngon luôn nhá. Cần củng tất cả mọi thứ ok, ngon lành hết. Đó, về phần sườn hồng sườn này, hông sườn này. Đấy, em mới nói nộn. Đấy, hông sườn rất đẹp luôn, rất đẹp, rất ngon luôn. Cái đàn này phải nói là xét về toàn diện này nó khá là ok. Đó, bán với giá cực kỳ rẻ luôn rồi. Đấy, nhìn thấy mặt nó hơi có vài vết nhỏ nhỏ này, chả ảnh hưởng gì cả, với tầm tiền bỏ ra này quá là ok so với tầm tiền, đúng không ạ? Cực kỳ ok luôn. Đấy, cực kỳ ngon nhé. Rồi, đó. Cây cuối cùng là cây của chú Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Cát Trình nhé. Nguyễn Cát Trình ở tỉnh thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì chú này vừa rồi cũng chốt một con Antonio, con rất là ngon, giá cũng mười mấy triệu, không phải là rẻ. Thì hôm nay là chú lại xem cái clip đêm ngày hôm qua 19 tháng 1 chú chốt cây số 6. Đấy. Đây. Hàng cực kỳ chất, cực kỳ ngon luôn. Mặt top này. Đấy. Cực kỳ ngon, cực kỳ chất luôn quý vị nhé. Đấy. Đấy. Tên của nó đây. Made in Spain nha quý vị nhé. Đấy. Đó chưa? Hàng của Tây Ban Nha thì cực kỳ ngon rồi. Đấy. Nước sơn và phủ bóng này, nó như mới luôn. Phải nói là nó rất là mới, rất là ngon luôn ạ. Nhìn nó rất mới, rất đẹp luôn. Một cây đàn bãi đã qua sử dụng nhưng còn rất mới, rất ngon, rất đẹp, rất chất, rất xứng đáng với tầm tiền. Giá là 14 triệu đồng quý vị ạ. 14 triệu đồng mà bác này đã chuyển khoản đủ vào tài khoản của trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc rồi. Nên là bác này được bao ship nhé. Tất cả những khách hàng mà đã tin yêu ủng hộ trung tâm Vĩnh Phúc, đã mua hàng tại trung tâm Vĩnh Phúc một vài lần rồi là các bác đấy cực kỳ tin yêu và cảm thấy là bác em bán hàng là cực kỳ uy tín và chất lượng luôn. Nên các bác là không ngần ngừng gì mà các bác đã chuyển khoản đủ cho em để mà lại được hưởng thêm phần bao ship. Thế nên là đấy,
Bác nào mà chưa hiểu về cái hình thức mua bán tại trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc thì các bác vui lòng theo dõi thật kỹ, thật lâu, thật nhiều vào những cái sản phẩm ở bên em, thì sẽ có rất là nhiều sản phẩm và rất là nhiều chương trình bán hàng cực kỳ hay, cực kỳ là ưu đãi cho tất cả những khách hàng quen. Đấy, bác nào là khách hàng quen thì cực kỳ được ưu đãi đúng không? Đó, thế nên là những bác nào mà mới mua lần đầu thì các bác cố gắng là theo dõi kỹ để nắm bắt được cái hình thức mua hàng ở bên em. Đó, không là đến lúc là chưa hiểu thì sợ là cứ sợ em bị em lừa mình thế nọ kia, trong khi em bán hàng là không không yêu cầu các bác là phải chuyển khoản đủ, không yêu cầu là phải đặt cọc. Đấy, đối với sản phẩm mà dưới 5 triệu. Thấy chưa? Đó, thì còn khi mà các bác đã thực sự và mua hàng ở bên em rồi, các bác thấy bên em là bán hàng rất ok thì lúc đó thì nó lại rất là khác, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ em sẽ nhanh chóng em đến công đoạn là bao bọc và đóng gói để mà nhanh chóng đưa cái lô hàng này vào thùng, đóng gói thật kỹ lưỡng nhé. Các bác xem kỹ là em đóng gói rất là cẩn thận. Đó, em đóng gói rất là kỹ lưỡng nên là các bác khi nhận hàng thì được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng và test thử 5 phút. Đó, sau đó mới thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng. Đấy, được chưa? Tức là bên em là người thật vì thật nên là không cần các bác phải đặt cọc, không cần chuyển khoản đủ. Thế còn nếu mà các bác mà cảm thấy là mình chuyển khoản đủ được, thấy tin được thì các bác sẽ có lợi cho các bác chứ đâu em đâu có để cho các bác thiệt thòi đúng không ạ? Đấy, dạng như bác Nguyễn Cát Trình này, bác ấy cũng mua vài cây của em toàn là hàng mười mấy triệu thôi. Bác ấy sẵn sàng chuyển khoản đủ cho em. Bác ấy được chiết khấu, được tặng quà, được bao ship đủ hết cày các thể loại luôn, đúng không ạ? Đấy, các bác nhá. Rồi, bây giờ mình tiến hành nhanh chóng đóng gói ạ. Thì các bác quan tâm những cái sản phẩm như thế này ở bên em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Đó, đêm ngày hôm qua em giới thiệu lên 10 cây còn mới đi được 3 cây thôi, còn 7 cây nữa giá cực kỳ tốt cho tất cả những khách hàng quen sẽ được chiết khấu và được quà tặng nhá. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình hành đóng gói luôn này. Những cây đàn đắt tiền này. Đấy, kèm theo những hộp cassette. À, hộp cassette này là hộp cassette mới tinh nhé, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì nó có một vài vết cào nhỏ ở đây, không ảnh hưởng đến cây đàn cả. À, khóa này, khóa trong hộp này hộp rất đẹp luôn, hộp mới tinh.
Thank you.
mẹ em xe đạp từ mới. Sao nhanh ngủ sớm? Có gì nhanh ngủ đi. Mày nhanh ngủ à? Khóc lên ngủ. Từ mấy đứa kia chứ thằng đấy nó cũng quyết định được cái gì đâu. Mấy đứa ở đấy mặt nó như cái thớt, không lấy quyết định không lấy. Xong lại được cái thằng xe đến, thằng xe nó không bốc. Thank you.
xuống giày nó nhìn ra hết là cái không biết ra mở ra quay đầu lại.
tôi viết cái đàn bảo ngồi cho nó ngồi. Tôi viết gì mà ai giúp gì cả. Đẩy sang bên này một tí. Thank you.
cái đàn này. Nhẹ nhàng lắm. Nhìn thấy chưa? Cuốn dừa vào đầu đi, nãy làm mấy con nó không để ý. Đi xuống. Từ từ, không nhìn nó này cả. Từ đấy. Từ đằng này trước. Nhớ quá mình ngắm mãi. Phải như con bò ấy. Gì? Phải như con bò. Ngồi xuống đã nói bao giờ cứ biết chéo cái đài.
chút thì đến đây này. Mở lên rồi. Miên mình cắt gì đây? Ngày xưa nhất mồm vẽ chả có mồm gì mà mồm vẽ. Ngồi ngồi đi. Thank you.
tìm chứ làm tất cả thôi chứ. Là vòng cung rồi nhỉ. Sự chuẩn bị sốt luôn này, gồm mất này 3 phút 1 tiếng cắt sốt chưa.
cái quần chân. Chân đóng bên ngoài làm gì cũng phải hoảng hốt thế. Rất chân. Chân vào đi. Em chân lên rồi đó. Lấy cái bìa ra đây. Cần tí là được, cái làm gì mình dày hết làm gì. Dán vào đấy mình dán vào. Cái này là cài để xong một cái điểm. Để chưa vào đấy thì. Để như cái giải đẹp hơn anh thế này. Thế thì cho cái dài xuống dưới không? Thoải mái mẹ nhỉ.
chị. Chắc hơn 1 giờ đêm. Gần 2 giờ. Gần 2 giờ đêm. Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi xong 2 tiếng đồng hồ mà trung tâm nhà quý Húc test và đóng gói lô đàn guitar thùng bãi trong đêm ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ là cũng gần 2 giờ sáng rồi. Đó. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhà quý Húc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc với hình thân yêu của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.